huấn luyện viên Park Hang Seo muốn tiếp tục dẫn dắt tuyển Việt Nam sau trận thất bại không, sau giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Indonesia cho rằng bóng đá Việt Nam không có huấn luyện viên người Hàn Quốc thì không còn đáng sợ. Tận mắt nhìn học trò cũ của mình thất bại 3 trận liên tiếp khi đá giao hữu, ông Park đã đề cập đến việc muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, cựu huấn luyện viên kể lại, ngày tôi mới sang Việt Nam cũng giống huấn luyện viên Chu Xe bây giờ. Cho nên ông có sự đồng cảm vì hoàn cảnh của phù thủy trắng Philip Chu y hệt như ông ngày mới sang và dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông Park Hang-seo không đồng ý khi có ý kiến cho rằng ông chỉ phòng ngự và việc chỉ chăm chăm lấy thành tích như truyền thông đã đưa tin về quan điểm làm bóng đá của ông với tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên người Hàn Quốc khẳng định ông rất hiểu và đã gây dựng lối chơi cá tính cho bóng đá Việt Nam và ông Park muốn tạo dựng Gen di truyền bắt đầu từ lối chơi mạnh mẽ và cá tính chứ không phải là người chăm chăm vào gặt hái thành tích mà không tính đến tương lai, đến chuyện lâu dài. Ông Park cũng đặt ra câu hỏi có hay không việc lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Indonesia nói rằng bóng đá Việt Nam nếu không có ông Park Hang Seo thì không đáng sợ. Cựu huấn luyện viên tiết lộ, trong quá trình tạo dựng, bạn phải gây nên những tiếng vang thì mới thu hút, mới có những thay đổi tích cực và có sức bật được. Bên cạnh đó, ông Park cũng thừa nhận những thành tích mà hơn 5 năm qua ông làm được cho bóng đá Việt Nam chỉ là để xã hội quan tâm và tạo dựng ghen cho bóng đá Việt. Đừng suy đoán hay kết luận rằng ông chỉ là người ngắt ngọn, gặt hái thành tích tức thời rồi ra đi để chứng minh cho lời nói của mình. Huấn luyện viên người Hàn Quốc khẳng định rằng ông muốn trở lại công tác huấn luyện để duy trì những gì hơn 5 năm qua ông đã tạo dựng và gắn bó cùng bóng đá Việt Nam. Cựu huấn luyện viên tiết lộ ông vẫn theo dõi bóng đá Việt Nam từ khi bàn giao trọng trách cho ông Chu Xie. Được biết, khi kết thúc trận đấu tuyển Việt Nam thua Hàn Quốc 0-6, ông Park đã đến bắt tay ông Chu Xie và nói lên suy nghĩ của mình. Với cách dẫn dắt tuyển Việt Nam như hiện tại sẽ không giống cách tiếp cận các đội bóng lớn như những gì mà ông Park đã xây dựng từ lúc đầu khi muốn học trò phải thi đấu ngang hàng với đối thủ giỏi hơn thì chỉ tìm chiến thắng trong thế trận năm năm hơn là cách đá của một đội bóng bị đánh giá yếu hơn và muốn chiến thắng các đối thủ mạnh